Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga tấn công 12 tỉnh Ukraine trong ngày. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với hàng loạt đợt tấn công từ hai bên. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine rằng trong ngày 7 tháng 6 có tổng cộng 90 trận giao tranh trên tiền tuyến. Hầu hết đều ở thành phố Porok, tỉnh Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, Nga ngày qua tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa, 75 cuộc không kích vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine, cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine. Chính quyền địa phương cho biết Nga ngày 7 tháng 6 nhắm mục tiêu vào tổng cộng 12 tỉnh của Ukraine, gồm Sumy, Luhansk, Chernihiv, Zaporizhia, Khmelnytsky, Mykolaiv, thủ đô Kiev, Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk và Kherson. Tại thành phố Bakhmut, Donetsk, các vụ tấn công của quân Nga làm một người thiệt mạng và một người bị thương, 8 ngôi nhà, một cơ sở công nghiệp và 2 tòa nhà cũng bị hư hại. Tại tỉnh Kherson, tỉnh trưởng Oleksandr Prorudin nói rằng lực lượng Nga tấn công 15 khu định cư của tỉnh này trong ngày, làm 4 người bị thương. Các đợt pháo kích của Nga cũng làm hư hại 3 tòa nhà, 14 ngôi nhà và 1 ô tô. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Nga tấn công thành phố Nikopol, khiến 2 dân thường bị thương. Tờ The Kyiv Independent đưa tin, trong ngày 7 tháng 6, Nga phóng 53 máy bay không người lái UAV Shadow và 5 tên lửa hành trình KH-101, khiến còi báo động không kích vang lên ở một số tỉnh của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 5 tên lửa hành trình và 48 UAV của Nga trong đêm 6 tháng 6, rạng sáng 7 tháng 6. Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, Nga tổn thất 1.080 binh sĩ trong các cuộc giao chiến ngày qua, nâng tổng số binh sĩ Nga thương vong tại chiến trường lên 516.080. Nga, Ukraine phản công mạnh ở Luhansk. Ngày 7 tháng 6, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công thành phố Luhansk, khiến 4 người chết, 45 người bị thương, theo đài RT. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vụ tấn công này, Ukraine bắn 5 tên lửa từ hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS, trong đó Nga đánh chặn 4 tên lửa. Hãng thông tấn TASS dẫn lời các chuyên gia quân sự rằng vụ tấn công ngày 7 tháng 6 là vụ tấn công lớn nhất vào Lugansk trong 10 năm qua. Ủy ban điều tra Nga cho biết sẽ xác định danh tính tất cả những người liên quan vụ tấn công. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Ông Putin nói về chuyện dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ngày 7 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga không cần sử dụng vũ khí hạt nhân để đảm bảo chiến thắng ở Ukraine. Lưu ý rằng cuộc chiến ở Ukraine không là ngoại lệ để Moscow kích hoạt nút đỏ hạt nhân, theo đài RT. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể xảy ra trong trường hợp đặc biệt khi có mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Tôi không nghĩ rằng trường hợp kiểu này đã xảy ra nên không cần thiết phải làm như vậy, ông Putin nói tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, SPIEF. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Moscow chưa bao giờ tuyên bố sẵn sàng nhấn nút đỏ và luôn kêu gọi các quốc gia khác xử lý những vấn đề như vậy một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, Nga vẫn bị nhiều nước cáo buộc là đe dọa hạt nhân. Chúng tôi không vung thanh gươm hạt nhân, ông Putin nói thêm. Theo ông Putin, Moscow không có lý do gì để nghĩ tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân vì nước này vượt trội về vũ khí so với Ukraine. Tổng thống Nga nói thêm rằng, sản lượng đạn dược ở Nga đã tăng gấp 20 lần trong bối cảnh cuộc chiến với Ukraine vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng ông không loại trừ khả năng có những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga, vốn chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp đất nước bị đe dọa. Về đàm phán hòa bình với Ukraine, ông Putin cho rằng đàm phán phải dựa trên kết quả cuộc chiến và Nga sẽ là bên chiến thắng. Tất cả các cuộc đàm phán đều dựa trên thất bại hoặc chiến thắng trên chiến trường. Tất nhiên chúng tôi sẽ thắng, ông Putin nói. Vị Tổng thống nhắc lại rằng Nga sẵn sàng đàm phán nhưng phải dựa trên sự tin tưởng và Moscow có quyền đưa ra những điều kiện có lợi cho mình. Bên cạnh đó, ông Putin cũng kêu gọi mọi người không coi ông Volodymyr Zelensky là Tổng thống Ukraine vì nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết.
Chủ tịch Thượng viện Nga nêu trường hợp Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko lên tiếng về trường hợp khả năng Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như toàn bộ vũ khí của Nga. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Nga, hôm 7 tháng 6, Chủ tịch Thượng viện Nga bà Valentina Matvienko khẳng định rằng Moscow sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi có mối đe dọa ảnh hưởng trực tiếp sự tồn tại của nước Nga, theo hãng thông tấn TASS. Bà Matvienko nói nước Nga sẽ chỉ dùng vũ khí hạt nhân nếu thực sự nhận thấy mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh, chủ quyền đất nước. Khi đó, không chỉ vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ dùng toàn bộ vũ khí mình có để bảo vệ đất nước. Bà Matvienko khẳng định rằng hiện tại bà không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa về một cuộc chiến tranh hạt nhân. Bà Matvienko nhấn mạnh rằng những cảnh báo về một cuộc chiến tranh như vậy chủ yếu xuất phát từ các nước phương Tây, với mục đích chính là lừa dối dư luận rằng Nga đang có ý định phát động một cuộc chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân. Bà Matvienko nói thêm, chúng tôi chưa làm điều gì xấu với ai và sẽ không chủ động tấn công ai một cách vô lý, đặc biệt là sử dụng vũ khí hạt nhân, vì rõ ràng nó không tốt chút nào. Ở một diễn biến khác, cùng ngày 7 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng những tiến bộ công nghệ và căng thẳng địa chính trị gia tăng đang đẩy nguy cơ chiến tranh hạt nhân lên mức cao nhất kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Ông Guterres nhấn mạnh, nhân loại đang đối mặt những nguy cơ tiềm ẩn từ vũ khí hạt nhân khi ngày càng nhiều quốc gia tham gia vào cuộc đua vũ trang hiện đại. Mức độ đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Ông Guterres đưa ra bình luận trên trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây gần đây đã viện trợ lượng lớn vũ khí cho Ukraine để đối phó cuộc xung đột với Nga. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn, có khả năng xảy ra xung đột hạt nhân. Ông Biden làm rõ chuyện cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công Nga, thừa nhận lo ngại phản ứng ông Putin. Trao đổi với đài ABC News, ngày 6 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Ukraine được phép sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ làm rõ rằng Kiev chỉ có thể sử dụng vũ khí Mỹ nhắm mục tiêu các khu vực mà Nga bố trí các hệ thống vũ khí để tấn công các mục tiêu cụ thể ở Ukraine. Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ không cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong nước Nga, bao gồm thủ đô Moscow. Chúng tôi không cho phép Ukraine tấn công hơn 320 km vào lãnh thổ Nga và chúng tôi cũng không cho phép tấn công vào Moscow hay Điện Kremlin, ông Biden nói. Ông Biden xác nhận rằng ông lo ngại về phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước sự thay đổi chính sách của Mỹ về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công đất Nga. Tổng thống Nga trước đó gọi quyết định này là sự xác nhận việc các quốc gia phương Tây tham gia trực tiếp vào cuộc chiến giữa Moscow và Kiev. Trước đó, hôm 5 tháng 6, ông Putin cho biết Nga đang xem xét các biện pháp bất tương xứng để đối phó các nước phương Tây cho Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga, theo đài RT. Lãnh đạo Nga cho biết Moscow đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí tầm xa tiên tiến có tính chất tương tự như loại mà phương Tây đang cung cấp cho Ukraine, cho các đối thủ phương Tây trên khắp thế giới, từ đó giáng đòn vào các quốc gia phương Tây đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!